Black Jack có thật sự là một người quái dị. Bộ manga Black Jack bác sĩ quái dị tên tiếng Nhật là Byakugaku do tác giả Osamu Tezuka sáng tác. Bộ truyện xuất hiện ở Việt Nam do nhà xuất bản Trẻ phát hành vào năm 1990. Tên truyện cũng là tên của nam nhân vật chính Black Jack. Sơ lược về nội dung truyện. Nội dung truyện xoay quanh mảng y học và nhân vật Black Jack. Tên tiếng Nhật của anh là Hajama Kuzo. Trên mặt Black Jack có một vết sẹo dài dữ tợn, chia khuôn mặt thành hai màu. Đây là hậu quả từ một vụ tai nạn thuở bé của anh khiến sau phẫu thuật vẫn không thể giúp gương mặt trở lại như xưa. Là một nhân tài y học, tuy nhiên Black Jack không có nổi một tờ giấy phép hành nghề. Điều này vẫn không ngăn cản anh hét giá chữa bệnh lên tận trời. Chính vì vậy Black Jack luôn bị những người cùng ngành phê phán là thiếu đạo đức nghề nghiệp. Nhưng con người thiếu đạo đức nghề nghiệp này lại chữa được những ca bệnh mà bọn họ không cách nào chữa khỏi. Pinocchio trong hình hài người máy là cô bé được Black Jack cứu sống cùng anh sống trên một ngọn đồi lãnh trách nhiệm làm trợ lý cho anh. Nhân vật này đem đến nhiều tiếng cười cho độc giả với ngoại hình nhỏ bé dù đã 18 tuổi và giọng nói ngọng nghịu. Đặc biệt nhất là cô còn hay ghen tuông mà nói Pinocchio là vợ của bác sĩ Black Jack. Black Jack là bộ manga từ những câu chuyện độc lập về những bệnh nhân có mảnh đời éo le cùng các ca bệnh hiểm nghèo. Nhưng nếu tinh ý bạn sẽ phát hiện ra tất cả đều có liên kết của nó. Ở chương kết của truyện Black Jack, ngủ quên trên máy bay và mơ thấy mình lên một chuyến tàu. Ở đó các nhân vật trong truyện bao gồm người đã chết cũng có mặt. Pinocchio cũng ở đây nhưng cô đã có được thân hình của cô gái trưởng thành như mơ ước. Anh tỉnh giấc vào khoảnh khắc thấy mình cùng Pinocchio đang bước vào phòng phẫu thuật cùng câu nói đi nào, bệnh nhân đang đợi. Kết thúc bộ truyện Black Jack đã tự đặt ra một nghi vấn khi sắp chết người ta thường sẽ mơ về những chuyện đã qua, chuyến tàu không khứ hồi đó là điểm gì. Trên chuyến bay đó Black Jack đi đâu, gặp ai chẳng ai biết. Nhưng dù đến đâu tay anh vẫn nắm chắc dao mổ tạo nên nhiều kỳ tích cho đời. Black Jack một bác sĩ thiên tài giàu lòng nhân hậu. Black Jack là một vị bác sĩ vì không được cấp phép hành nghề, nên đành chọn con đường làm chui. Anh có kỹ năng mà những bác sĩ thông thường khác không có, như khâu lại các mạch máu nhỏ, thực hiện ghép bộ phận trên cơ thể người, phẫu thuật thẩm mỹ ghép mặt, thậm chí là tự làm phẫu thuật cho chính mình, mang một khuôn mặt kỳ lạ với vết sẹo dài khiến người ta sợ hãi, nhưng chính con người ấy đang hàng ngày chiến đấu với tử thần để kéo về sinh mạng cho biết bao nhiêu người. Tuy Black Jack luôn thét phí phẫu thuật trên trời khiến dân ngành ghét bỏ, nhưng sự thật là anh chỉ to mồm, sau mỗi lần thét giá đều cắn rứt lương tâm, mà chạy đến phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mà phần lớn bệnh nhân của Black Jack thì không có tiền. Black Jack tuy có tính tình khá quái dị nhưng lại là một bác sĩ yêu nghề, rộng lượng và tốt bụng, hết lòng với bệnh nhân. Black Jack gồm nhiều câu chuyện nhỏ về cuộc đời của nhân vật chính và những bệnh nhân, qua đó giúp người đọc tự cảm nhận được ý nghĩa và giá trị của sự sống. Ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh, và nếu bạn quyết tâm sẽ giành được cơ hội sống để tiếp tục con đường dài và tương lai phía trước. Mà trong chuyện này, y thuật thiên tài của Black Jack là sợi dây cứu tinh mang đến hy vọng cho người xứng đáng và không bỏ cuộc. Bộ manga này còn phản ánh các mặt sáng tối của ngành y, phơi bày sự tham nhũng trong y học giữa đồng tiền và y đức người bác sĩ. Chuyện tuy có nhiều tình tiết phóng đại, nhưng cũng chứa lượng lớn kiến thức y học vô cùng sâu sắc, thậm chí là xu thế y học trong tương lai sẽ dựa vào những khoa học kỹ thuật mà phát triển. Vậy Black Jack có thật sự là một người quái dị? Câu hỏi này do mình đặt ra và mình xin phép không trả lời. Câu trả lời nằm ở chính bạn, là cảm nhận riêng của mỗi độc giả. Hãy tìm ngay Black Jack để đọc và cảm bộ truyện này nhé.